Chị ơi. Đấy. Đẹp không? Nhìn này đẹp. Biệt thự chứ ai nữa, nhà tình thương á. Đẹp. À, đẹp không? Đẹp. Nghĩa là giới thiệu với cháu cô là cô Lai ở Đắk Lắk. À dạ. Ai cũng nói đi lấy chồng cực quá rồi, nhưng mà chưa hóa ra là cả mẹ chị em thì em lại là chưa là có nhà rồi là sướng nhất. Sướng nhất dạ. Ừ. Thì lúc mà mẹ con mắc thì tự tắm, nhưng mà không mắc thì đi vô tắm. Ừ. Dạ. Thế em tắm là em kỳ coi cho chồng hết luôn á. Dạ. Tội nghiệp như thế đấy quý vị. Quý vị thân mến, không biết là bây giờ thì quý vị chúng ta đang làm gì sau khi đã ăn uống no say buổi tối cùng với gia đình rồi. Còn Khánh bây giờ quý vị ạ, Khánh đang làm một cái công việc nó vô cùng quan trọng. Đang làm tài xế, đang làm hướng dẫn viên, đang dẫn một nhà hảo tâm vô cùng đặc biệt quý vị ạ. Từ sáng tới giờ luôn, ngồi trên xe đồng hành cùng với Khánh để đi thăm rất nhiều hoàn cảnh. Đấy, đến bây giờ đã là 8 giờ tối rồi. Chị vẫn chưa ăn tối. Đấy, trưa nay thì gọi là ăn qua loa một chút thôi. Có lẽ là chưa đầy một bát xôi quý vị. Đấy, mà đến bây giờ vẫn còn hành trình để đến thăm một cái câu chuyện mà cũng rất là đáng thương. Trong cái chương trình Thiền Nguyện cùng với Khánh, là một cái câu chuyện mà quý vị chúng ta đã dành những cái tình cảm để xây cho gia đình em ấy một cái căn nhà rất là đẹp. Và trong cái căn nhà đẹp đó đấy, thì có sự đóng góp rất là lớn của chị, là một nhà hảo tâm rất là đặc biệt quý vị ạ. Là doanh nghiệp kiểm lài ở trong Đắk Lắk ấy, ở Tây Nguyên ấy, chuyên phân phối về vật liệu xây dựng và đặc biệt đó là về sơn. Thì trong tất cả những cái căn nhà tình thương mà trong ba cái căn nhà tình thương gần đây thì chị đã tài trợ một cái lượng sơn rất lớn để giúp cho những cái ngôi nhà tình thương mà Khánh đã thay mặt cho quý vị xây dựng được trở nên đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều quý vị. Và bây giờ thì sau xe của Khánh đây chính là chị Lài đấy. Quý vị chúng ta giao lưu với chị Lài một tí. Chị ơi, chị đói bùng lắm không? Đấy, camera chỉ ở ống kính. Thời gian thì cũng trễ nhưng mà thấy đi giúp bà con thì thấy cũng là không mệt mà cũng không biết đói. Bây giờ còn nhà cuối cùng thì chị em mình cố gắng hành trình cho hết rồi để về ăn uống nghỉ ngơi. Dạ dạ. Vâng. Em biết là chị cũng rất là mệt rồi. Nhưng mà quý vị ạ, bất kỳ ai cũng thế, khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó xong đấy thì chúng ta cũng mong muốn là xem lại cái sản phẩm của mình làm nó như thế nào. Thì hôm nay chị Lài cũng thế, tài trợ một cái lượng sơn rất lớn. Nói về tiền thì có lẽ đây là một cái lượng sơn mà nó phải tính lên đến rất là nhiều tiền. Đấy, tuy nhiên cái đó chị không quan tâm về cái tiền bạc mà chị giúp là bao nhiêu, mà cái điều quan trọng là chị cũng rất là thương cái hoàn cảnh này và muốn xem trực tiếp cái ngôi nhà mà mình đã tài trợ một cái lượng sơn để tô đẹp cho cái căn nhà đó và thăm xem rằng là em ấy sau khi được các nhà hảo tâm giúp cho một cái căn nhà rất là đẹp thì bây giờ cuộc sống gia đình có gì thay đổi đáng kể không quý vị. Thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh, cùng với chị Lài, ta vào phía trong ta thăm hoàn cảnh đặc biệt này quý vị nhé. Ok, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Khi mà đến đây thì Khánh và chị Lài đều không có báo trước, thì không biết là bây giờ cả nhà đang làm gì. Chị có mệt lắm không chị Lài? Không phải, bình thường. Bình thường hả? Nhưng mà mình cảm thấy vui, cảm thấy làm được điều nhiều việc tốt thì mình cũng cảm thấy vui, hài lòng. Căn nhà từ phía sau nhìn đó, đẹp không? Đẹp. Hả? Đẹp. Đẹp hả? Cái thờ nó làm kỹ nhất. À, đấy, rộng rãi thôi, đẹp không? Ừ. Hệ thống đằng sau này. Đấy, nhà vệ sinh khu đằng sau đó. Bếp núc, cho ta đi tiếp, ở phía ngoài này. Hello. Ôi, chào em. Đẹp không? Đẹp. Rồng này. Toàn bộ cái hệ thống sơn với ngoài này quý vị này.
cả phía trong là sơn của chị Lái đấy. Sơn nồi thất, sơn chống thấm. Đi phía đằng này để ta nhìn tổng quát lên ngôi nhà cho nó mê ly. Đây nhà là nào? Đúng rồi, cái đất đây chị này, đất đây là đã có trong sổ đỏ là cho em Huyền rồi đấy nha. Rồi bây giờ đây, ô ngoài này em được trồng cây gì đấy đó? Cây cà. Trồng cây cà rồi. Rồi đi chị. Chị ơi, đấy đẹp không? Nhìn này đẹp. Biệt thự chứ ai nữa, nhà tình thương ấy. Đẹp. À, đẹp không? Đẹp. Rồi ta đi vào này. Mình đâu có nhà để ở đâu mà. Trời mình đâu có nhà tầm. Hoành tráng thế. Đẹp thế. Huyền ơi. Sao lại ta không ra rồi rồi. Đang còn đang mặc áo quần luôn á. Đẹp chưa? Mặc đẹp áo đẹp, đẹp để tiếp khách á. Ờ. Dạ em đi bên nước ạ. Bên người quá. Ôi giời, trước nhà bên đây có hoa đẹp thế. Dạ. À. Nhà đẹp thế. Rồi, ta đi vào hè. Dạ. Hôm nay có khách quý đến này. Dạ. Anh Tháp Tùng nhân vật đặc biệt ấy đến để thăm em đấy. Sao phòng khách không đặt à. Bộ bàn ghế cho đẹp dạt dào không? Hả? Đây. Quà. Này, quà của em. Dạ, đấy. Đây là của chị nhân vật đặc biệt tặng em. Dạ. Đó. Con cảm ơn gì? Ok, chồng đâu rồi? Dạ, em mới vô đó. À, thấy lúc này anh đi đằng sau thì thấy ngồi đây mà. Dạ, anh đi vô toilet đó. À, đi vô toilet rồi hả? Ừ. Đẹp thế, nhà. Nhà thế. Nhà đẹp á. Đẹp chưa? Đẹp. Đấy, đồi thờ chị xây chị năm thập đỉnh thờ. Công trình ấy. Nghĩa là thờ nó xây kỹ khi ở khi chú quay tôi cũng biết rồi làm kỹ cái nước sơn cũng kỹ cái nước tô nó họ không cần tít nhưng mà vẫn đẹp. Đẹp hơn các nhà khác, nhà này là làm nét nhất. Làm nét nhất hả? Ừ, nhà nét nhất. Ơi, có tivi hoành tráng rồi đó. Đấy, phòng ngủ rộng. Phòng ngủ mấy con ngoan thế học hả? Dạ. Ê, con phải chào cô, chào chú chứ. Chào ba đấy. Ra cô cho quà đấy, cô cho sữa. Cô cho con. Cô cho con. Nhà ba đi. Mày đâu đi? Nhà ba đi hả? Ngân, à đi, ô sao nhát thế? Nhà ba đấy. Sao nhát thế? Chào ba đi hả? Chờ. Ủa mà, hôm trước ấy, hôm trước mà anh quên mà nhỉ, ai tặng sơn cho em để sơn nhà ấy? Dạ, chị Lai. Chị Lai á? Dạ. Chị Lai, à đúng, chị Lai. Chị Lai ở ở Hà Nội cái nhỉ? Dạ, ở Gia Lai. Ờ, à không, chị Lai ở Đắk Lắk. À, dạ. Ở Đắk Lắk chứ không phải Gia Lai, đúng rồi. Công nhận là đẹp đấy. Dạ. Chị Lai là hồi đó là tặng sơn cho em, rồi có tặng gì nữa không nhỉ? Dạ, tặng tiền mà em mua sửa về đôi cho mẹ. À, nhưng mà hồi đó, đúng rồi, hồi đó hình như là tặng tiền rồi là anh mua đồ nhưng mà như còn tiền thừa đưa cho em ấy nhỉ? Dạ. À. Đấy, bởi vì là mấy bữa chị Lài cũng có gọi điện cho anh hỏi thăm về hoàn cảnh của em. Dạ. Ừ, bảo là hôm nào có dịp về Quảng Bình á thì chị Lài ghé thăm. Dạ. Đó, mà à, đợt mà em nhận sơn này, em còn nói là em tặng chị Lài cái gì nhỉ? Dạ, bánh. À, bánh. À, thế là một dịp nào đó mà chị Lài mà về đây thì em có tặng bánh lâu cho chị Lài không? Dạ, có. Có hả? Dạ. Tặng mấy cái? Dạ, thì mấy cũng được. Mấy cũng được á? Dạ. À, tuyệt vời quá. Thế thì bữa nào anh mời chị Lài về đây hả? Dạ. Ừ, rồi, rủ chị Lài về đây. Còn ngày hôm nay thì anh giới thiệu với em đây là một nhân vật rất là đặc biệt. Dạ. Đây là một nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho em rất là nhiều rồi. Cũng như là giúp cho rất là nhiều cái hoàn cảnh khác. Thì hôm nay là chị có công việc về Quảng Bình để bên gia đình có việc và chị sắp xếp thời gian đến đây để thăm vợ chồng em cùng với các con nhé. Đấy thì mẹ quên hai chị em là trò chuyện, cô cháu là trò chuyện với nhau một tí đi. Cô cháu là chị em năm nay là năm em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu nho cháu mới có 29. Ừ, 29 thì cô rồi, đúng rồi. Thì cô 50 rồi mà. Nghĩa là giới thiệu với cháu cô là cô Lai ở Đắk Lắk. À, dạ. Đã. Ơi. Thèm bánh bột lọc quá mà phải bay về đây để thử bánh bột lọc thì có ngon ở trong Đắk Lắk hay không. Dạ. Nhưng mà chị về bột ngô đột xuất về có không? Dạ. Chị về đột xuất về có bánh không?
con mấy chú kỹ hôm qua con mới làm cho họ ba bỏ lên ngăn đá. Mất bánh ba được xuống tướng bỏ ngăn đá thì ăn ngon không tôi khách? Bỏ ngăn đá thì bỏ vẫn ngon bình thường, ừ, phải nấu lại nó mới ăn hả? Dạ. Chứ hấp lại. Dạ. Đó là mình đưa vào trong Đắk Lắk rồi mình nấu lại mình được ăn. Dạ. Rồi khi nào là cô vô lại cô? Mai cô vô rồi. Vì ngay mẹ ngay đi em đi bán bắp bơ không làm. À, nhà có bắp hả? Bắp của bà nội với em bán dùm. Ừ. Dạ. Ngày nay em làm bánh mà đi bán bắp. Dạ. Hôm qua làm. À, hôm qua làm. Còn bỏ ngăn đá đấy. Dạ. Nghĩa là làm một ngày được nhiều không con? Lời được nhiều không? Dạ ngay mấy bữa đấy thì ngay kiếm 100-200 nữa. Ôi trời ơi, 100-200 là ngon rồi. 100-200 là ngon rồi. Dạ. Bên ở thôn quê mình mà kiếm ngày 100-200 là thoải mái ăn uống rồi. Nhà trước, cửa thì có mình trước đây á, lúc có mấy chục ngàn. Đúng rồi, 70-100 đúng không? Cho nên là về đây thấy cái nhà của chú Khánh làm cho đồng hành cùng mạnh thường quân làm cho cái nhà như vậy là ngon rồi. Dạ. Nhà cô Lài đâu có nhà gác này đâu. Cô Lài ở nhà thấp lắm, nhà cấp 4, nhà nhỏ xi à. Ừ. Dạ. Không đi là ngon rồi đó. Ủa rồi nhà nhỏ thế mà sao cái chương trình nào em thấy chị cũng đang giúp cho bà con nhiều tiền thế. Em có tính này, em thì cũng không biết là tiền sơn bao nhiêu nhưng mà riêng mà rất là nhiều thùng sơn rồi để tặng cho em nhà em Huyền đây là cũng nhiều lắm rồi. Mà sao nhà không? Nhà em Huyền là sơn nhiều nhất đó. Dạ. Ừ. Trong các nhà mà chị gửi về là nhà em Huyền là sơn nhiều nhất. Dạ. Bởi vì nhà em Huyền cái đặt cái mặt trước là cái sơn ngoài trời. Yeah. Là cái sơn ngoài thất ở ngoài trời nó đặt sơn ở trong nhà nữa mà em là cái nhà này có cái mặt trước. Yeah. Rồi phải có phải có cái sơn chỉ rồi sơn chỉ thì phải có cái sơn mặt trước nữa là một thùng sơn ở ngoài trời là nó bằng hai thùng sơn trong nhà. Yeah. Yeah. Cho nên là cái nhà em là lượng sơn nhiều nhưng mà không sao, miễn sao mà có nhà cao cửa rộng đẹp để ở khỏi mưa khỏi gió là được rồi. Dạ, con cảm ơn. Từ một cái người mà nghèo khổ, chồng thì bị một cái bệnh gì liên quan cho cổ ấy. Ừ. Sau đó là teo tay lại. Dạ. Và ở nhà thuê lụp sụp. Và bây giờ có một cái căn nhà như thế này thì chị thấy quá tuyệt vời. Thấy quá tuyệt vời mà em cũng quá có phước được nhiều đồng ngành rồi nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. Đây là em quá may mắn. Dạ. Đó, cũng quá may mắn cho nên mới được như vậy chứ còn... nếu bình thường họ cho cái nhà mà 6-7 hoặc cái nhà mà tình thương thì chỉ có nó nằm cái 70-80 triệu trở lại thôi chứ không có cái nhà nào mà làm lớn làm đẹp như vậy. Dạ mãi mà có nhà thôi là chỉ con ở vậy nữa. Ừ. Dạ. Nên là ngon được quá, cảm ơn mạnh thường quân rồi cảm ơn tất cả mọi người rồi cùng đồng chú Khánh đồng hành nữa. Dạ. Em có được cái ngôi nhà như vậy là phải nói là tuyệt vời rồi đó. Dạ ngoài sức tưởng tượng ra. Tưởng tượng của con. Ừ. Dạ. Nhiều người mơ ước không có đâu. Dạ. Ừ. Vậy là chưa khỏi sợ chứ hết. Chứ khỏi sợ chứ. Cũng sợ nè mà bà cũng sợ. Lụt cũng sợ nè bởi vì trên này có cái tầng 2. Ừ, có tầng 2. Cái ô vượt lũ rất là đẹp ở trên này. To mà ô vượt lũ to mà. Chỉ đi ngắm một tí. Đó. Để lên 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 để ra đang thảo tư. Để em đi lên bất nhiệt. Tôi không cần xuống đâu. Dạ. Tôi lên đó. Thôi đi xuống đây. Vì vì trên vì vì trên này em đang bò mấy cái bao áo quần lôi xuống. Không, không thế tí nữa không lên nữa. Xem như này là được rồi. Dạ. Đấy. Bây giờ làm bánh là rất là hơi bị sạch sẽ rồi. Dạ, chắc khỏe rồi. Ừ. Có điện không? Dạ có. Bật điện đi. Ừ. Để anh nói này. Dạ. Lần sau ấy nói với chồng của em ấy. Dạ. Đừng có xấu hổ nhé. Mặc đâu rồi, đâu rồi. Mặc quần đùi thì mặc quần đùi nhưng ngày hôm nay đâu em nói với em là dạ, có không nhà nào đi ra thứ nhất là anh đó. Khánh đến là dạ. Người rất là thân thiện với gia đình em rồi thứ dạ. Hai nữa là ngày hôm nay là có khách quý là chị Lài dạ. Đấy, là đại diện cho các nhà hảo tâm đến đây để thăm gia đình mình dạ. Cho nên là nói với chồng là mình đừng có ngại ngùng như thế, lần sau có ai đến thì ở nhà là mình tiếp dạ. mình nói chuyện và thứ hai nữa mình còn không có gì mình có cái lời cảm ơn nhé, đừng dạ. Bỏ trốn thế ai lại ngại ngùng thế nhé. Lúc này anh đi đằng sau liếc anh thấy là ngồi đây này. Nhưng mà hình như cởi trần với mặc quần đùi thì phải. Dạ, vì mỗi em mới đi tắm cho xong. Ừ. Chứ không được à? Dạ, không tắm được. À. À, em mới đi tắm cho chồng á? Dạ, tắm là mới vô về con. À. Không tự tắm được? Dạ, thì cũng tắm được nhưng mà lâu. À. Tắm được xếp á. Được một tay dít vâng, cũng được xếp. Đi tắm thì lúc mỗi mẹ con mắc thì tự tắm nhưng mà không mắc thì đi vô tắm. Ừ. Dạ. Thế em tắm là em kỳ cò cho chồng hết luôn á. Dạ. Yeah.
tội nghiệp như thế đấy quý vị, cũng thông cảm cho em vợ chồng của em Huyền ở đây, khi mà chồng thì mắc một cái bần mà bây giờ phẫu thuật chỗ cổ, bây giờ tay thì teo vàng, vận động thì khó khăn, không có lao động được. Một mình thanh niên này trụ cột đi làm để kiếm tiền nuôi cả gia đình đấy. Dạ. Khi mà Khánh đến là lần đầu tiên, Khánh hỏi rằng là bây giờ hôm nay Khánh đến đây để là anh làm cái chương trình kết nối yêu thương, thì em có nguyện vọng gì không? Thì rất nhiều người nói rằng là thôi nhờ chú Khánh là kết nối, là kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho này nó kia. Thì còn riêng em Huyền lúc đó chị nói rằng em bây giờ chẳng mong gì cả, mong cho chồng làm sao cho khỏe, rồi em có sức khỏe để em đi làm để nuôi con. Và vừa nói tới hai hàng nước mắt là chạy dài luôn, rất là tội nghiệp. Dạ. À, cũng chính vì cái sự thật thà của em nhé. Dạ. Chịu khó của em đó, cho nên là nhà mình mặc dù trong cái bối cảnh ngặt nghèo nhưng lại có phúc có phước được các nhà hảo tâm thương yêu và giúp đỡ, cho nên là bây giờ không phải ở thuê nữa, có một căn nhà rất rộng rãi và đẹp để ở rồi. Dạ. Tuyệt vời quá đúng không? Dạ. Đó, mình không có cảm ơn được tất cả các nhà hảo tâm, không có gặp trực tiếp được nhiều, nhưng mà hôm nay này phải nói là quý nhân đang đến nhà. Dạ. chứ em thì giống bây giờ em sao đấy thì biết là em cảm, thì em cũng cảm ơn là mọi người rất nhiều, nhưng mà em thì chỉ gọi là lời nói thôi chứ mà trong bụng thì rất là cảm ơn chứ chỉ gọi là bày tỏ là bằng lời nói thôi chứ em cũng biết nói chứ nhiều hơn rồi để mà cảm ơn. Với ni lâu nên em cứ nghĩ là ở nhà thuê chứ không có được một cái nhà của mình để mà riêng. Em tưởng là giống ai cũng nói đi lấy chồng cực quá đâu, nhưng mà chứ hóa ra là cả mẹ chị em thì em lại là chưa là có nhà đó là sướng nhất. Sướng nhất, dạ. Chứ còn mấy đứa tế thì hắn cũng có nhà, cũng có nhà nhưng mà đâu hắn vợ chồng thì cũng mênh về đâu rồi, nhưng mà trong cái máy cũng trong cái ruộng có cái máy là được gặp anh Khánh, có duyên với anh Khánh Nam, anh Khánh kết nối cho tất cả các nhà hảo tâm để mà giúp đỡ cho em. Tôi hôm nay thì cô từ Đắk Lắk về đây, trước nữa thì tham quan ngôi nhà của em thì đã tham quan rồi. Dạ. Với là cũng ngôi nhà rất là đẹp tuyệt vời. Dạ. Rồi có chút quà tặng cho mấy cháu. Dạ. Rồi cô có thêm 1 triệu đây là cô mừng nhà mới. Dạ. Rồi mua chút gì để mẹ con cha con ăn cho nó, con cứ nhận. Dạ, đi thôi con cứ nhận đi, cô cho con nhiều rồi, cô đi ra là được rồi con ạ. Thôi cầm đi cô đi ra không cầm con. Đi đây là cô cho con này, con mua gì để nấu cho thôi, cô đi ra thôi, cầm nha cầm, con là cầm, quý rồi cô ơi. Được rồi cầm đi, đó là những cái là mừng nhà mới nhá. Đó là mừng nhà mới, là coi như con mua gì về cho chồng con ăn, hoặc là đưa chồng khám bệnh, hoặc là mua thuốc mua đồ cho bồi dưỡng thêm. Dạ, con cô cho con nhiều rồi mà, cô thì ở trong tế xa xôi mà ra đây để mà ghé thăm con là con mừng rồi cô nợ. Thôi con lấy cô ra đây chú Khánh cho cô vết xe mà. Ôi giời ơi, chị lại đùa đó quý vị nha, Khánh không có đâu. Và cô cho con đã nhiều. Không có sao, tôi kể nó thương thân thương ái, lá lành đùm lá rách mà. Yeah. Em cố gắng để nuôi chồng nuôi dạy con cho tốt là được nhá. Yeah. Nuôi chồng nuôi dạy con. Vừa nuôi chồng vừa dạy con. Nó từ nuôi chồng bởi vì là mất khả năng lao động. Mất khả năng lao động rồi. Yeah. Thì bây giờ cũng tắm mà cũng không tắm được thì thì bây giờ mình phải lo toàn tất rồi. Nên phải chịu khổ một gánh nặng ở người phụ nữ mà cái tuổi còn quá trẻ. Dạ. Mới nhỏ con bé mình mới có 29 tuổi. Dạ. Thấy không? Dạ. Thì giọng chứ sổ rắn thế chiều này. Dạ. Không, nhưng mà riêng là cũng mừng rồi. Gia đình cũng quá may mắn mà gặp được chú Khánh kịp thời. Cho nên là mạnh thường quân cũng giúp đỡ có ngôi nhà để che mưa che nắng. Dạ. Bão lụt thì cha con mẹ con lên trên đó thì cũng đỡ chạy đi chỗ khác. Bây chạy chỗ khác mà một tay chồng thì bị, rồi con thì nhỏ nữa thì vất vả hơn. Dạ. Thì rất là ai đi vô cũng nói nhà đẹp quá rồi. Nhà nó quá đẹp rồi đấy chứ, đẹp quá thì nó quá đẹp chứ không phải đẹp quá nữa. Rộng rãi nữa chị nhá. Sau này rộng rãi mà làm bánh nó cũng sạch sẽ, mà khi người ta dòm sạch sẽ là người ta là ứng ăn. Mấy bữa nay con đi bán bắp bơ. Đi cả buổi sáng cả buổi tối á, bán bắp tôi mê để mai mê đưa ông đi bệnh viện á. Ông bị sao?
ông giờ già rồi bà yếu bà không biết đau chi mà ông mấy bữa nay nói đi mà bà bần bắp phải đi bán là để rồi đưa đi. Là ông nội đấy. Dạ. Thôi rất là được rồi, nên là mừng rồi đó. Dạ. Rồi, như thế là tuyệt vời rồi. Từ lúc mà gặp đầu tiên đấy, ở nhà thuê lục sục, đúng không? Dạ. Gọi là chạy nhà thuê và đi dột nữa. Đúng rồi, dạ. Và chạy từng bữa ăn. Đó, một ngày mà ngồi chờ thôi để bán bánh chỉ được 70,000-100,000. Bây giờ là cứ một vài trăm như một thế. Một vài trăm là được rồi. Con nuôi thêm gà, thêm bò gì nữa không con? Dạ, con nuôi hai con heo bến á. Con nuôi bò không? Dạ, không chưa. Đợt đi họ cho hộ nghèo nhưng mà đều... Cho hộ nghèo vay mua con bò mà nuôi thêm con bò nữa. Thôi chứ còn nữ tiên ngày vừa đi mổ để mình trả lại chứ không khoán là vay. Nuôi hai con heo để trả nữ lên nạn rồi con. Sau này lỡ hộ nghèo họ cho bò. Thực ra là cái việc mà trả nợ đấy, đó là cái ý thức rất là tốt. Bởi vì chúng ta còn chúng ta vay thì chúng ta phải trả. Tuy nhiên thì anh chia sẻ với Huyền một cái điều như này này, là mình cũng khi mà mình đang khó khăn đấy, mình trả lại là được rồi, còn cái gốc mình cứ nợ tiếp nếu họ còn cho. Bởi vì anh chia sẻ với em là nhà anh đấy, từ khi mà anh nhớ là lúc mà anh khoảng tầm học lớp 8, lớp 9 gì đó anh còn nhớ đến giờ, thì cho đến khi anh 33 tuổi là bố mẹ anh chưa bao giờ hết cái khoản nợ cả. Em hiểu không? Có nghĩa là nợ liên tục, nợ triền miên. Đấy, nợ cho con học, nợ chữa bệnh cho con. Đấy, rồi bố cũng đau. Đấy, mẹ cũng yếu. Rồi anh em thì học hành rất là nhiều thứ cho nên mình vẫn nợ liên tục. Thì cái việc mà nợ nần đấy, nó là một cái gì đó, nó em cứ nghĩ là nó bình thường đi. Nếu mà chúng ta còn nợ được để chúng ta có thể có cái gốc, cái vốn để chúng ta phát triển kinh tế thì chúng ta cứ nợ nhá. Để mình không có tiền mình mượn vốn người khác để mình làm kinh tế, sau này mình có rồi mình trả sau. Bây giờ cứ trả tiền lãi đã. Em nói xin vô xin cho hộ nghèo để cho hai đứa này đi học hành được. Bên để họ cho. Cho nhớ như nhà nhà đâu đi em cũng được cảnh nghèo mà giờ nữa được. Cho xây nhà xong thành hộ nghèo luôn. Dạ. Nhưng mà lâu nay là cần nghèo, bây giờ xây nhà xong thành hộ nghèo luôn. Nhà là nhà của Mạnh Thường Quân chứ không phải nhà của hai vợ chồng làm ra. Điều đó để nói rằng là không chỉ là các nhà hảo tâm chúng ta qua ống kính của Khánh thấy được cái sự đáng thương, mà chính quyền địa phương ở đây vẫn tốt, họ cũng thấy được cái gọi là cái hoàn cảnh nó éo le, đúng không chị? Cho nên mới cho hộ nghèo, chứ còn bình thường hộ khác nhá. Mà xây nhà cái này là không cho hộ nghèo nữa đâu. Xây nhà cho là họ cắt luôn đó. Nhiều người họ cũng nói rồi bác. Bà em cùng nói với nơi thôn họ cho, nói cho vài năm cho hai lần đi học hẳn đỡ tiền. Ok. Tóm lại cân bồ ở đây cũng tốt và cũng là biết được cái hoàn cảnh của mình. Thì họ cũng giúp đỡ cho mình được năm nào hay năm nấy. Dạ thì giúp được năm nào là hai năm nấy. Dạ. Còn con thì cứ phát triển bánh này. Là chuối này mua hay là con tự trồng? Dạ con mới khi chiều đi lên xem bánh biết nào, các kiểu. Chiều đi xin à? Dạ. Mai thì biết chỗ Khánh không chữ về cho ít được đấy. Cái tủ mới mua mà sao hư rồi? Dạ lâu rồi. À là tủ này có lâu rồi. Dạ, là năm rồi. Vận chuyển là lũ lụt đấy. Lũ lụt. À là trừ cái bánh này là bỏ lên túi hộp. Chúng mở sợi đi. Đây, mấy đứa nhỏ cứ... Không có gì ăn, chỉ có bánh là trừ đi là bây giờ con bỏ lên là con hấp nữa là bán thôi. Đúng không? Dạ. Là bánh này là trừ làm sao để ăn? Dạ, hôm nay là hấp thôi. Bỏ lên hấp nữa thôi. Dạ. Là ăn. Chú Khanh, lấy đăng ký con đi vào trong cho lấy đăng ký. Dạ, trời cố lấy vô ấm đi. Cô Mai mua vé máy bay mà không nghĩ là lên đây cho nên đâu có mua cước. Thì lên nó đâu có chó. Không cho hành lý chứ mà cô. Hành lý được 7 ký là cô vừa đủ 7 ký rồi. Trời. Chị lại chị không có tiền nhiều, cho nên là chỉ mua cái vé xe Vietjet ở vé máy bay Vietjet thôi. Có 7 ký đồ à. Sách tay chỉ được 7 ký thôi. Cho nên là giờ không có không thì có... cái này là nó bắt mua tới 500 ngàn tiền cước. Đó. Đó. Thì bữa sau con cho thì con gửi xe vô. À dạ. Bữa sau gửi xe. Hồi đây về nhà em khỉnh luộc ăn. Ăn thử coi ngon không. Cái đó thì bây giờ thì chị lại đấy, còn anh thì anh ở Quảng Bình đấy nhiều, anh ăn bánh lọc nhiều rồi. Thì lại cũng về nhà ăn cánh luôn, trừ cô lại là đi ra ở
đón xe đi ra Nghệ An luôn để sáng mai bay sớm. Cho nên là sáng mai bay sớm, máy bay là sáng mai bay sớm rồi. Cho nên cứ để đây rồi bữa sau con cứ bán đi, rồi bữa sau có dịp thì đóng một thùng gửi vô cho cô cũng được, không sao hết nhé. Nói cho Khánh liên hệ xe cho rồi gửi nhé. Bỏ vào đây đã, để cất đi mai bán để mua đồ ăn cho con ăn nhá. Thôi chịu khó làm. Cái này là còn lại hết á hay là không bởi làm hay quá. Ít quá là mình chưa bán đó. Làm là dư ra, họ đặt với con làm dư ra. Mình có họ đặt là ngon lành rồi. Vâng, thế là nhà cửa là đẹp rồi. Đẹp rồi, ngon lành. Đi ra đấy uống được đã cố. Thôi được rồi không? Bây giờ thì muộn rồi. Muộn rồi. Chị Lai là bây giờ phải hành trình để đi ra ngoài thành phố Vinh. Để ngày mai là còn bay nữa. Thế thì có gì nói được. Tôi nói rồi, hai cô cháu là tâm sự rồi. Có gì có gì muốn tâm sự là đã tâm sự rồi. Chứ bây giờ cái đầu tiên là con phải cố gắng. Đó. Là cũng là thuộc về mình thôi. Mình phải cố gắng. Con thì giờ thầy còn nhỏ quá mà cố gắng hết sức có thể nhé. Con cũng trốn để giống làm cỏ để nuôi cho hai đứa con tới nuôi ra trốn. Vì vậy con cũng học ít, cả nhà cùng mấy chị em thì cũng chắc con là học nhiều chứ mấy đứa sau này cũng học ít. Con học nhiều là học được lớp mười mấy? Mười ngang lớp bảy thôi chứ được mấy đứa nhà đông quá thì mấy đứa sau này thì càng ít hơn con. Lớp 7 là được rồi, biết chữ biết viết là ok rồi nhé. Không sao không sao. Nó kêu cái gì thôi đó được rồi con nhé. Chúc sức khỏe gia đình. Cũng muộn rồi nhé. Anh Khánh cùng với chị Lài đến thăm em một tí như thế. Một lần nữa thì chúc cho vợ chồng em là sẽ có nhiều cái thay đổi tích cực trong cái cuộc sống từ bây giờ về sau nhé. Để cho cuộc sống của gia đình em ngày càng tốt hơn và cố gắng là chăm hai đứa nhỏ, dạy dỗ chúng nó để cho nó học hành cho nó thật tốt. Và chúc cho chồng em là cũng cái việc mà hồi phục sức khỏe nó sẽ có nhiều cái sự tích cực để có thể là giúp đỡ em ở việc nhà hoặc là tốt hơn nữa thì có thể lao động để mà kiếm tiền mà. Thì anh mà cũng có gọi bệnh nhưng mà đều gọi lâu. Được cái này cái đấy, đồng viên với vợ là tốt rồi. Thôi bây giờ thì muộn rồi, anh Khánh cùng với chị Lài về nhé. Rồi thì con thay mặt cả gia đình cảm ơn cô đã. Rồi cảm ơn Khánh đi nhiều quá chứ. Chứ cảm ơn đến thì cũng bao giờ nói chứ. Rồi cố gắng nghe con. Ok, thế thôi Khánh cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và cảm ơn các quý vị khán giả, các nhà hảo tâm rất là nhiều đã dành thời gian trò chuyện cùng với Khánh, cùng với chị Lài và em Huyền trong ít phút vừa rồi quý vị nhé. Xin chào tất cả quý vị. Chào khán giả. Đi lối ra ta về ha.